Chào các thầy cô và anh chị ạ. Xin trân trọng cảm ơn thầy Đặng Quốc Tuấn, chủ tịch của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Xin trân trọng cảm ơn thầy Sơn, giám đốc trung tâm hồi sức tích cực đã tạo điều kiện cho em có cái buổi trình bày ngày hôm nay. Và sau đây thì xin phép mình bắt đầu ạ. Trong bài tăng kali máu của em ngày hôm nay sẽ có 5 phần. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Về tăng kali máu là một rối loạn điện giải có khả năng đe dọa tính mạng. Tuy nhiên là cho đến nay thì chưa có một định nghĩa quốc tế nào về tăng kali máu bao nhiêu là tăng. Thì em xin đưa ra một cái hướng dẫn của Hội Hồi sức châu Âu. Thì tăng kali máu được định nghĩa là kali trên 5,5 và được chia phân độ là mức độ nhẹ từ 5,5 đến 5,9, trung bình là 6,0 đến 6,4 và mức độ nặng là từ 6,5 trở lên. Thế thì hậu quả của tăng kali máu thì đã được rất nhiều tác giả báo cáo trong một cái nghiên cứu ở một bệnh viện cấp 3 tại New York, báo cáo năm 2014. Trên 15.000 bệnh nhân nằm viện đã được loại trừ những bệnh nhân mà có suy thận, chạy thận nhân tạo chu kỳ, thì người ta nhận thấy là Recording in progress. Tăng kali máu mà kéo dài thì sẽ có cái sẽ là một cái yếu tố độc lập để tiên lượng cái tỷ lệ tử vong trong thời gian nằm viện với OR là 5,46. Và một nghiên cứu khác ở trên những bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim, ta tìm hiểu xem là cái nồng độ của kali máu với cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có nhồi máu cơ tim, thì nhận thấy là khoảng so với cái nhóm tham chiếu mà kali từ 3,5 4,0 thì cái tỷ lệ tử vong nó tương đương khi mà kali từ trong bụng 4,0 đến 4,5, nhưng mà bắt đầu là nhích dần lên khi mà kali trên 4,5. Tuy nhiên là cái tỷ lệ mà có ngừng tim và duy thất thì nó bắt đầu tăng lên rất là cao khi mà kali trên 5,5. Thế thì kali được cung cấp chủ yếu, kali cung cấp hàng ngày khoảng 100 mét và được cung cấp chủ yếu bởi các thực phẩm mà chúng ta ăn vào, bao gồm có thịt, đậu, cà chua, khoai tây, trái cây. Được đào thải 90% qua nước tiểu và 10% là qua phân hoặc là mồ hôi. Thế thì cái việc đào thải của kali máu sẽ phụ thuộc vào vào các cái tế bào ở chính của ống góc, các hormone là aldosterone, cái nồng độ của kali máu, cái việc cung cấp đủ natri ở trong lòng ống thận và dòng nước tiểu, tổn thương của thận, các tác dụng của các corticosteroid tới phụ thận mà có hoạt tính như là corticoid. Thế còn cái trữ lượng ở trong cơ thể thì sẽ khoảng 3.000 mét, chủ yếu là ở trong tế bào với chiếm 98%, ngoài tế bào chỉ 2% thôi, tức là ở trong máu đấy, trong máu và trong khoảng kẽ. Thế thì kali ở trong tế bào chủ yếu dự trữ ở trong cơ, một phần ở gan, các tế bào hồng cầu và khoảng kẽ. Và cái việc dịch chuyển kali từ trong tế bào ra ngoài tế bào và ngược lại sẽ bị ảnh hưởng bởi các thang trên sau. Việc dịch chuyển kali từ ngoài tế bào vào trong tế bào sẽ bị ảnh hưởng bởi các thuốc như insulin, các thuốc kích thích beta 2 và tình trạng kiềm hóa máu. Còn việc dịch chuyển kali từ trong tế bào ra ngoài tế bào sẽ phụ thuộc bởi tình trạng axit máu, áp lực thẩm thấu của huyết tương, các thuốc kích thích alpha và các bài tập luyện tập hoặc là tập thể hình, tập thể dục. Như vậy thì nguyên nhân của tăng kali máu thì bao gồm có, thứ nhất là tăng kali máu trong trường hợp tăng hồng cầu, tăng bạch cầu, tiểu cầu, tăng hấp thu ở ruột, hội chứng gút đông, sử dụng các thuốc cyclosporine, tăng cung cấp qua đường ăn uống hoặc là qua đường truyền, di chuyển từ trong tế bào ra ngoài tế bào trong các trường hợp nhiễm toan, tiêu cơ vân, tập thể dục quá mức, để chu kỳ sử dụng các thuốc succinylcholine, giảm tiết kali qua thận trong các trường hợp sau như là các bệnh suy thận HIV, giảm hoạt tính của mineralocorticoid, giảm tái hấp thu natri. Thuốc thì bao gồm có lợi tiểu giữ kali như spironolactone, amiloride, triamteren, thuốc ức chế men chuyển, các thuốc ức chế miễn dịch, trimethoprim, rồi pentamidin. Triệu chứng của tăng natri máu thì bao gồm các triệu chứng sau. Thứ nhất là dị cảm, giảm phản xạ, buồn nôn, chướng bụng, đầy hơi, giảm nhu động ruột.
rồi yếu cơ, liệt, các rối loạn huyết động, ngừng tim và nặng nhất là ngừng tim và dung thất. Em xin nhắc lại một chút về cái điện điện thế của màng tế bào. Thì với màng tế bào cơ tim thì điện thế màng tế bào cơ tim cũng ảnh hưởng bởi cái điện chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào và tuân thủ theo công trình NURBS và điện thế nghỉ của màng cơ tim bình thường là âm 90 mV. Thế và cái điện thế hoạt động của màng tế bào nó cũng tuân theo bốn giai đoạn, bao gồm có điện thế nghỉ, sau đó là những giai đoạn khử cực, đảo cực và tái cực. Và khi mà ở lúc điện thế, khi mà trong cái giai đoạn nghỉ thì điện thế nghỉ của màng tế bào là âm 90 mV. Khi mà tế bào có các kích thích thì cổng natri bắt đầu mở ra và natri từ ngoài tế bào vào trong tế bào, làm cho cái điện thế của màng tế bào từ âm 90 lên đến gần không. Tuy nhiên là đến không thì cái cổng này vẫn chưa bị bất hoạt, do đó thì natri vẫn tiếp tục từ ngoài tế bào vào trong tế bào và làm cho giai đoạn đảo cực, đó chính là làm cho màng tế bào có điện thế là dương 35. Và thời điểm này thì cổng natri sẽ đóng và cổng kali lúc đó bắt đầu mở ra để bắt đầu giai đoạn tái cực. Thế thì khi mà cái nồng độ kali ở ngoài màng tế bào nó mang cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các quá trình điện thế, các quá trình cơ bản của cái điện thế màng tế bào. Trong cái giai đoạn khử cực thì việc tăng kali ngoài tế bào sẽ làm tăng điện thế lúc nghỉ, do đó là tăng cái thời gian khử cực của tế bào. Và cái kênh natri phụ thuộc điện thế thì khi mà điện thế càng về kênh về không thì cái số kênh natri mà có hoạt động thì càng giảm, do đó cái thời gian khử cực càng tăng. Tổng hòa về vấn đề và kết quả của cái việc này là cái khoảng QRS sẽ kéo dài ra. Thứ hai, trong pha tái cực thì kali nhanh chóng từ trong ra ngoài tế bào và làm giảm cái thời gian tái cực, do đó làm rút ngắn cái thời gian ST. Và có một cái kênh khác đó, kênh canxi natri, thì canxi tăng vào sẽ làm cho cái nhọn 6T cao nhọn. Ngoài ra thì bởi vì nút xoang nó ít nhạy cảm với kali bởi vì nó có cái kênh kali đóng, nhưng mà dẫn truyền của xoang, của cái đường xoang nhĩ thất bị ảnh hưởng, do đó sóng P sẽ dẹp. Và hậu quả của cái tăng kali máu nặng nề đó chính là gây nên cái rối loạn trên điện tâm đồ và ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng tuy nhiên phải nhắc lại là cái việc là kali không phải cứ 6,0 là chỉ có sóng T cao nhọn, mà nó có thể là xuất hiện bất kỳ một cái hình, một cái hậu quả nào của cái rối loạn điện thế mà không ảnh hưởng đến, mà không có liên quan đến nồng độ kali của bệnh nhân. Thế thì điện tâm đồ của tăng kali máu sẽ bao gồm các triệu chứng có thể là sóng T cao nhọn, đây thường là cái triệu chứng thường gặp nhất và là triệu chứng sớm của tăng kali, sóng T rộng và phẳng, khoảng PR kéo dài, mất sóng T, sóng QRS kéo dài, nhiều hình thái, hình sin, và có thể có các cái loại tắc nghẽn dẫn truyền, rồi sóng và nặng nhất là sóng hình sin, QRS giãn rộng, và cuối cùng là vô thông thu và dung thất. Thế thì phân tầng mức độ nặng của điện tim thì người ta nhận thấy là tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn ở bệnh nhân có điện tim bất thường với OL 2,71, và các bệnh nhân mà có tác dụng ngắn xảy ra trong 6 giờ mà đều sẽ có ít nhất một bất thường trên điện tim trước khi điều trị. Thế và tỷ lệ tử vong ở cái nhóm này sẽ cao hơn ở cái nhóm mà tăng kali nhưng không có biến đổi điện tim. Và điện tâm đồ của bệnh nhân tăng kali máu sẽ biểu hiện được mức độ nặng của tăng kali máu và đòi hỏi là cần phải xử trí sớm. Và tăng kali máu, điện tâm đồ của bệnh nhân tăng kali máu sẽ phản ánh mức độ tăng kali máu, tốc độ tăng kali máu và mức độ nặng của điện tim. Thì đôi khi thì có thể tương ứng với mức độ tăng kali, nhưng mà đa phần là không có cùng mức tăng kali máu, cũng không có cùng với mức độ rối loạn của điện tim. Và những thay đổi này thì luôn diễn ra theo không phải lúc nào cũng diễn ra theo tuần tự, mà có thể là có nhiều cái biến đổi của điện tim xảy ra đồng thời cùng một lúc. Việc theo dõi điện tim nên theo dõi điện tim 12 chuyển đạo với những bệnh nhân có kali trên 6,0, và nên theo dõi 3 đại trì liên tục nếu như mà bệnh nhân có tăng kali máu trên, có đặc điểm của điện tim tăng kali máu trên cả 12 chuyển đạo. Và khi mà bệnh nhân có kali máu trên 6,5 thì nên theo dõi 3 đại trì liên tục. Và từ 6, nếu mà kali của bệnh nhân từ 6,0 đến 6,4 mà kèm theo những cái
rối loạn về huyết động hoặc là có cái sự gia tăng kali nhanh chóng thì cũng nên theo dõi liên tục trong 3 liệu trình liên tục. Về việc xử trí tăng kali máu thì sẽ theo 5 bước. Thứ nhất là bảo vệ để bảo vệ tim, thứ hai là chuyển kali từ trong từ ngoài tế bào vào trong tế bào, sau đó mới là đến năm vận chuyển kali ra khỏi tế bào, rồi theo dõi kali máu là glucose máu, và bước cuối cùng là phòng tránh tái phát. Thế thì bước một bảo vệ tim bằng các thuốc ổn định màng tế bào thì ở đây người ta sẽ dùng ở đây chúng ta sẽ dùng cái muối canxi mà có liên kết với muối canxi để điều trị cái tăng kali máu giúp ổn định màng tế bào, vì cái muối canxi này nó sẽ liên kết với canmodulin mà phụ thuộc canxi và phụ thuộc vào cái canxi và protein kinase 2 để kích hoạt cái kênh cổng điện áp natri làm cho tăng kali tăng natri đi vào trong tế bào và khôi phục điện thế hoạt động và tăng điện thế màng tế bào lúc nghỉ. Tuy nhiên là cần phải chú ý là cái muối canxi cloro này không có tác dụng hạ kali máu. Lâm sàng thì chúng ta sẽ sử dụng canxi cloro hoặc canxi gluconat tiêm tĩnh mạch để làm tăng điện thế ngưỡng của tim, tốc độ lan truyền xung động và làm ổn định màng tế bào cơ, nên là có thể gần như là ngay lập tức bình thường hóa các bất thường trên điện tâm đồ. Chỉ định khi mà bệnh nhân có tăng kali máu kèm theo rối loạn điện tim, liều dùng thì thường là 1 gam canxi cloruro tiêm tĩnh mạch trọng trung 5 đến 10 phút, tác dụng sau 3 đến 5 phút, kéo dài 30 đến 60 phút và tiêm nhắc lại mỗi 5 phút khi mà chưa nếu mà chưa có hiệu quả. Mặc dù là trong cái lưu ý là có thận trọng khi đang dùng vaccine, nhưng mà với những bệnh nhân mà có tăng kali máu mà có rối loạn điện tim thì vẫn nên nên sử dụng các thuốc ổn định màng tế bào cơ tim trước. Về bước thứ hai là chuyển kali vào trong tế bào để trì hoãn việc thực hiện can thiệp loại bỏ kali, thì cái việc vận chuyển của kali vào trong tế bào thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi kênh natri kali và các cái thuốc mà có tác dụng làm tăng vận chuyển của kali từ ngoài tế bào vào trong tế bào sẽ bao gồm có các cái thuốc mà kích thích lên beta 2, natri bicarbonate và insulin. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn là chuyển insulin khi dùng salbutamol và chuyển natri bicarbonate. Về insulin thì thường sẽ pha chuyển cùng với glucose chỉ định trong trường hợp bệnh nhân tăng kali máu trên 6,0, có tác dụng giảm được từ 0,65 đến 1 mmol kali, và hướng dẫn là pha 10 đơn vị trong 25 mg glucose, và việc này bắt đầu tác dụng cái thuốc này bắt đầu tác dụng sau 15 phút, đạt đỉnh trong 30 đến 60 phút và kéo dài trong 2 giờ. Việc phối hợp với điều trị các thuốc kích thích beta 2 sẽ làm giảm kali tốt hơn và cần phải chú ý tránh nguy cơ hạ đường máu. Ở bệnh nhân có đường máu trước khi điều trị dưới 7,0 mmol trên lít. Thuốc thứ hai là khí dung salbutamol chỉ định khi mà tăng kali trên 6,0, có tác dụng làm giảm kali khoảng từ 0,53 đến 0,98 mmol trên lít, lần lượng là từ 10 đến 20 mg khí dung. Thuốc này có bắt đầu tác dụng sau 30 phút, kéo dài sau 2 giờ. Tuy nhiên là không dùng salbutamol đơn trị liệu để tăng vận chuyển kali vào trong tế bào, và chú ý là salbutamol thì có thể gây tăng tim. Và chuyển natri bicarbonate thì chỉ sử dụng khi có toan chuyển hóa nặng gây tăng kali. Thuốc này bắt đầu tác dụng từ 30 đến 60 phút, kéo dài sau 2 đến 3 giờ. Trong trường hợp tăng kali máu nặng thì có thể sử dụng truyền việc tiêm tĩnh mạch chậm trong 5 phút. Natri bicarbonate đang có nồng độ cao là 8,4% từ 13 ml. Nếu mà tăng kali máu trung bình thì có thể truyền tĩnh mạch trong 30 phút. Vận chuyển kali ra khỏi cơ thể thì hiện nay chúng ta đang có các cái lựa chọn và các cái thuốc sau. Thứ nhất là thuốc nội tiểu quai glucosamine thì nên dùng sớm để duy trì lượng nước tiểu thỏa đáng, nhưng mà trong những trường hợp mà có tắc nghẽn hoặc là bệnh nhân không đáp ứng thì cần phải sử dụng các thuốc sau khác. Thứ nhất là nhựa trao đổi ion chỉ định trong trường hợp tăng kali máu mức độ trung bình và nhẹ, thuốc sử dụng là cây salat 15 gram 4 lần uống hoặc thụt trực tràng ngày 2 lần mỗi lần 30 g, bắt đầu tác dụng sau 1 giờ thụt, và nếu mà uống thì sẽ là sau 6 giờ. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà nước tiểu của bệnh nhân không thỏa đáng và tình trạng bệnh nhân kali tăng cao rồi rối loạn tim thì biện pháp hữu hiệu nhất để loại bỏ kali ra khỏi cơ
thể đó là mạch máu hay thận bằng các phương pháp thận nhân tạo là những CBS. Ngoài ra thuốc khác thì hiện nay chúng ta không có là zirconium, zinc, là chất rắn kali để ưu tiên trao đổi H cộng natri trong với các ion kali và amoni trong đường tiêu hóa. Cái này thuốc này thì cũng tác dụng sau 1 giờ và liều lượng là 10 gram 3 lần một ngày trong tối đa 72 giờ. Thuốc khác là một thuốc khác là patiromer, cũng là một chất kết dính với kali, nhưng mà thuốc này thì tác dụng rất là chậm, sau khoảng 47 giờ mới có tác dụng và cũng không có chỉ định trong những trường hợp mà tăng kali cấp tính. Về theo dõi bệnh nhân tăng kali máu thì nên theo dõi liên tục điện tim trên monitor, làm điện tâm đồ 12 chuyển đạo định kỳ, xét nghiệm kali máu ở các giờ, nên xét nghiệm liên tục với mục tiêu là kali dưới 6,0 sau 2 tiếng điều trị, xét nghiệm đường máu mao mạch cho bệnh nhân trước khi mà sử dụng insulin, và nên xét nghiệm chặt chẽ lên đến 12 giờ sau khi truyền insulin ở bệnh nhân có tăng kali máu để đảm bảo bệnh nhân sẽ không có tình trạng tụt đường huyết. Và bước cuối cùng là điều trị nguyên nhân để tránh tái phát và ngừng các chế phẩm thuốc hoặc các cái chất có thể gây tăng kali máu, cũng như là làm giảm cái lượng đưa vào. Và cuối cùng thì em xin đưa ra một lưu đồ về điều trị của tăng kali máu khi mà bệnh nhân có tăng kali máu trên 5,5. Thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra xem là bệnh nhân có tăng kali này có ảnh hưởng đến điện tâm đồ hay không. Nếu như không ảnh hưởng đến điện tâm đồ thì kiểm tra xem là bệnh nhân này có tăng kali máu giả không. Nếu như mà chính xác là kali máu tăng rồi thì phải theo dõi tiếp. Nếu như mà kali máu trên 6,0 thì nếu mà kali máu có tăng trên 6,0 thì sử dụng thứ nhất là khí dung thuốc kích thích beta, sử dụng insulin, rồi trong trường hợp mà bệnh nhân có pH dưới 7,2 thì sử dụng các phương pháp để kiềm hóa máu. Thế còn nếu như trong trường hợp mà kali máu này tăng mà có gây nên biến đổi điện tim thì ngay lập tức chúng ta phải sử dụng thuốc để làm ổn định máu cơ tim, là sử dụng canxi tiêm tĩnh mạch, rồi sau đó tiếp theo sẽ sử dụng các phương pháp để làm để đẩy kali vào trong tế bào, bao gồm có insulin, khí dung salbutamol, và nếu trong trường hợp mà pH bệnh nhân dưới 7,2 tăng chuyển hóa thì sẽ sử dụng các thuốc làm kiềm máu. Và kiểm tra xem bệnh nhân này có cái suy thận giai đoạn cuối hay không. Nếu như không có suy thận giai đoạn cuối thì cần phải check lại xem là có tổn thương thận hoặc là bệnh thận mãn tính hay không. Và nếu như mà không có những trường hợp không có tình trạng suy thận thì phải kiểm tra lại xem kali máu có giảm hay không. Nếu mà có giảm thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục lại các bước tiếp theo. Thế còn nếu trong trường hợp mà bệnh nhân mà không mà có tình trạng bệnh thận mãn thì phải kiểm thì bắt buộc là phải tiến hành lọc máu liên tục. Và nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương thận hoặc là có bệnh thận mạn thì sử dụng các thuốc lợi tiểu, nhưng mà cần phải để ý xem là bệnh nhân có bị các cái triệu chứng tắc nghẽn hay không, và bệnh nhân này có thừa dịch hay không. Nếu như mà đáp ứng của nếu như mà bệnh nhân có thể tiểu được và làm giảm kali máu thì tiếp tục các bước như trên. Và nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân không có đáp ứng với lợi tiểu thì sẽ tiến hành cho bệnh nhân chạy lọc máu để loại bỏ các đi ra khỏi cơ thể. Cho nên là bài trình bày của em xin trân trọng cảm ơn ạ.